Xong rồi. Tao muốn bán một rồi. Rồi. Vào đó. Xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh Quý Tốn Lam Vlog. Hôm nay mình sẽ làm món bó đào nấu tớt không? Bó đào đó. Mình có một hai cái mớ đào đó bạn ơi. Trước hết mình sẽ lục sơ, mình bỏ xỏa và gừng, mình lục sơ qua khử mùi các bạn. Còn bên đây mình sẽ có gọt và nếp, mình sẽ rau sơ các bạn ơi. Xí chặt xong mình sẽ nấu chốt. Mình hầm nồi chó đó bạn, mình giờ mới hầm thịt ra ngay, hầm trong vòng 15 đến 30 phút cho thịt heo là phải thịt chín mới ngon được, mềm rục mới ngon được, nhưng phải hầm cho chín, thịt chín xịn chín mềm mới ngon được. Bây giờ mình hầm xong mình sẽ dắt ra các bạn, nước thái sạch 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 rồi. Bây giờ mình sẽ dứt quả đào ra bọn ơi. Dứt quả đào ra mình để em bay đây. Mình sẽ cho gỗ và nếp ron rồi ná kìa. Mình đổ vào đây. Bây giờ mình nấu cho nó đỡ ron thôi. À, sẽ có một chỗ quả đào đây. Nhìn thấy ngon rồi. Quả đào hấp dẫn rồi. Ăn hổ luôn rồi. Bây giờ làm sao chén nước mắm này, hấp củ hành này, chỉ chấm chấm với bó đào các bạn. Nước mắm đâu bạn nghe, đây chín ngay rồi đây, chỗ bó đào, đánh thôi. Quá quá ngon mọi người thầy. Đây bắt con cái đèn nó mất nhanh chóng. Quá ngon thịt mắm muối thịt chan. Đây là nồi chó bó đào đây, quá thơm mọi người. Này. Thôi rồi. Đây chất quả đó. Nó quả, nó quả. Ai cao à? Tâm đi. Chắc ăn nhiều quá. À té cho mấy. Không không, trước được rồi chứ bỏ xét rồi chứ là cá. Nó to nhỏ mà. Mới đào ra đây này. Rồi.
Mình gì vậy? Mời các nhà thưởng thức nha. Rồi. Món ăn ở đây rồi, sẵn sàng mấy rồi đây. Cảm ơn bán mọi người. Ngon chưa? Món này cao cọc nọn ra đây mà. Ngon. Ngon quá nhỉ. Ngon quá nhỉ. Lúc mà là thơm. Là quế nè. Đây ngon. Ra ra. Không đâu cài. Thôi được chỗ nè. Không cao. Thôi nhưng không cài. Hàng đậu không cài. Mắc dầu lắm để trên bếp nắng luôn. Không có mùi luôn thầy. Mời nhà anh chó các bạn. Mời nhà các bạn nhà. Rồi thịt nhà thịt tắm miếng nem đường qua trắng rồi tắm ngon tắm lên ăn thấy ngon đó lòng thêm miếng nè đây tắm mắm này ngon cao quá à con thấy quọt rồi
Cái quật ra lên luôn. Nếu như hát là chưa xin nhai luôn. Cái hình càng rồi. Mình mở cho mình mày lại. Ừ. Này, cái lực mình mở mình. Mang lọc rồi. Đó rồi. Tối ăn rồi. Không 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 e chị sách quạt hay này. Đồ ăn hấp dẫn. Hấp dẫn quá à. Ngoài hấp dẫn không chịu sách quạt chứ nè. Nhật mang rồi. Thành rồi tối qua. Cái mà cũng ngầm. Ăn là ớt cơ rồi, ớt là ớt cơm. Ớt viên. Ăn là ớt viên. Đó, món con này. Mình chạy bóng mà khó, mình khó mát thôi mà con mình để em làm. Em nướng. Nướng rồi. Thôi, con mình về nướng đi. Ừ. Mình nướng hả? Mưa rồi qua nướng hả? Đúng không? Mà em hãy nói như là cô định đôi muốn. Món bà em mát được bỏ mát thì muốn ăn. Mấy em mát à? Ừ. Ăn mát nhưng mà mày ngon rồi. Đó là gì? Cái nước này cá. Chạy nhớ quần lên mới nhé. Bật gái đã rồi. Khoan, cà. Ếch thì là. Nhưng mà ngấu. Chấm hơn muối tiêu. Cái ếch mà ăn nắng rồi. Camera không? Ra đến ngon. Quế. Quế ngọt. Quế ngọt. Này ăn tàu không phải. Tàu rửa sạch sẽ hết rồi. Ăn quái. Nó thay rồi. Này. Còn mới luôn. Còn mới luôn rồi. Anh chớ có chuyện chi xí làm đây rồi. Tối có chuyện chi xí nè, hấp. Bò đi bò lạc, bò quay lạc. Cái con nhỏ mình có lạc nè. Mắt đi lên. Nó mà còn mưa rồi. Một cái xí anh ơi. Cứng. Mắt bằng tay rồi. Đó. Mắt bằng tay. Nó lo rồi. Xỉ á. Trăm tiền. Quý em cái hàng ra trăm tiền. À. Có ngộp rồi. À. Đó. Ngon. Ừ. Món gì cũng ngon. Mắt nó cảm giác được nhột. Mắt là cục này.
mệt. Cái mắm em muốn gì đó, cái mắm ngon không? Mắm người em. Mắm ngon không? Mỡ này, mỡ chó này. Đó, xăm mưa tiêu. Quá à. Quá là đã. Thêm nó ra nữa. Bắp ăn luôn các bạn ơi. Không hay mát người luôn tại bà dạy nó dùng lên chân à. Ngã rồi. Thằng nó không đỏ mà. Mình vay hai cái đào. Mày là vậy rồi. Nói thật ra là cái lục cái nước này. Ăn theo cái nước đó. Ăn không đỏ. Chốt em nhanh non thì đặt ở muối rồi. Hát tan rồi, em không gọng luôn. Không có không? Em không đủ. Video tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.